Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện thần thám Z28 của tác giả Người Thứ 8. Sóng gió Tam Kiều, chương 19, một phút chậm chậm trôi qua. Tiểu Phi gõ nhẹ vào đầu hắn. Hết 60 giây, tù nhân đang bị giam ở đâu? Hắn cúi đầu không đáp, Tiểu Phi lặp lại. Văn Bình hiện bị giam tại đâu? Động trao mùi hay động mương su? Thấy gã đàn ông tiếp tục ngậm miệng, Tiểu Phi thúc cùi trò vào sườn non của hắn. Hắn rú lên thảm thiết, đau quá. Nàng nghiến răng, giọng ráo hoạn. Tù nhân bị giam ở đâu? Nói đi, nếu không sẽ gãy xương sườn. Gã đàn ông thở dài chua chát, động trao mùi. Tiểu Phi chỉ cần biết có thấy, vì điều kiện an ninh nàng không thể nhân đạo, nàng mà tha hắn thì đồng nghiệp của hắn sẽ giết nàng. Trong đời gián điệp, danh từ khoan hồng chỉ là thủ đoạn đầu mối chót lưỡi, nhằn như cắt nàng rút súng quay ngược nằm nhọn và choáng vào yết hầu đối phương. Hắn hự lên một tiếng nhỏ rồi duỗi xuôi tay chân. Tiếp theo hắn cựa mình rồi cầm như thấp. Tiểu Phi đứng dậy, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt. Bên ngoài gió vừa đổi chiều, trận cuồng phong từ bên kia rặng núi rừng thổi lại tưởng như có thể làm cát bay đá chạy trước cơn mưa lớn, gió thường trở nên dữ dội. Tiểu Phi chắc lưỡi ra vẻ suy tư, những giọt mưa bắt đầu rơi kêu đùng đột. Gót chân Tiểu Phi vẫn nện đều đều trên nền đất ướt, bóng tối mỗi lúc một thêm dày đặc. Khi ấy, Văn Bình buông tiếng sưng sốt. Trời ơi, chàng sưng sốt, mặc dầu trước khi lên đường chàng đã được ông Hoàng thông báo những chuyện khác thường có thể xảy ra trong mật khu A, chẳng sừng sốt vì không ngờ tiểu nương mang khuôn mặt hóa trang. Nàng dương cặp mắt lạc thần nhìn chàng. Có lẽ nàng muốn nói nhiều với chàng, xong những lời tâm tình đã bị đàm chặt nghẹt trong cổ. Lông mày nàng cong vút, thoạt gặp nàng chàng đã tấm tắc khen ngợi. Giờ đây chàng mới biết là lông mày giá được dán rất khéo. Quan sát kỹ càng, Văn Bình khám phá ra một chi tiết quan trọng. Khuôn mặt tiểu nương đã được giải phẫu thẩm mỹ, chắc chắn là sống mũi của nàng đã được đột silicon cho cao lên má bên trái đục lỗ và khâu lại để thành má lúm đồng tiền xinh xẻo. Và nếu chàng không lầm, và trên thực tế, người có nhiều kinh nghiệm như chàng khó có thể lầm. Bàn tay mổ xẻ khoa học đã biến đổi cặp mắt một mí giống phụ nữ phù tang thành cặp mắt hai mí bình thường. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ biến đổi được gương mặt hình thù của mắt mũi, chứ không biến được duyên dáng của miệng cười và ý nghĩa của luồng nhẫn tuyến. Trong khoảnh khắc, Vân Bình đã mang máng nhớ lại hình bóng của một thiếu phụ quen thuộc, có cách đi uốn éo như rắn. Chàng hỏi nàng, anh biết rõ em không phải là tiểu nương Tên thật của em là gì Nàng cười chu chát Câu hỏi của anh hơi thừa Ai đã vào A bất luận nam nữ đều phải bỏ tên thật Lời nói của nàng như tiếng chuông lanh lảnh Trong quá khứ xa xăm Những mẫu đời đã qua Lần lượt diễn qua trí chàng thật đậm nét Chẳng khác nào cuốn phim nhựa trên màn ảnh đại vĩ tuyến Bỗng dưng miệng chàng Nồng đượm mùi thơm độc đáo của rượu whisky nguyên chất Và thuốc lá Salem bạc hà Trong thời gian la cà ấy Chàng gặp Mộc Kiều, nàng là bến sông Thanh Bình cho con thuyền Hồ Hải Văn Bình ghé lại. Tiểu nương đúng là một trong các bạn thân của Mộng Kiều. Chàng hỏi tiếp, em có còn nhớ anh không? Nàng đáp, em nhớ, nhưng đêm ấy chúng mình không biết tên nhau. Tuy vậy không bao giờ em quên được số chìa khóa xe của anh. Câu chuyện xảy ra cách đây 3-4 năm, trong một cuộc du hí cuồng loạn nửa đêm hỗn danh là ái tình chìa khóa. Phương thức du hí này du nhập từ Âu Châu, người Á Đông cho là vô luân, song nhiều cặp vợ chồng Tây Phương lại rất thích. Căn bản của nó là tổ chức một cuộc vui để công khai đối vợ đối chồng một đêm. Một số cặp vợ chồng họp lại, xe đậu bên ngoài, chìa khóa công tác được tập trung lại và bỏ trong một cái hộp sâu. Toàn thể phụ nữ hiện diện đều bị bịt mắt và lần lượt bốc chìa khóa. Bốc nhầm chìa khóa của ai thì lên xe du hí cả đêm với người ấy. Chẳng may bốc nhầm chìa khóa của chồng thì được quyền bốc lại lần nữa. Văn Bình là trai chưa vợ, dẫu chẳng có vợ, chàng cũng không thể gia nhập trò chơi kỳ quái ấy sở dĩ chàng tham gia là theo lệnh của ông Hoàng. Ông Tổng Giám đốc được tin gián điệp địch bố trí cách du hí ái tình chìa khóa để chuyển trao tài liệu tối mật. Mộng Kiều hôm ấy đóng vai vợ chàng, nàng bốc nhằm chìa khóa công tắc của tên trùm gián điệp. Xong hắn không được diễm phúc xung vầy cá nước với nàng. Lê Diệp đã chờ xe của hắn ở ngã tư, địch mạng đã run rủi chàng đi cùng với tiểu nương. Nàng là vợ chính thức của một ông tỷ phú bụng bự, thân thể phốt pháp và gần gấp đôi tuổi nàng. Nò cơm rừng mỡ, Ông chồng tóc mũi tiêu dẫn nàng đến du hí để giúp nàng thay đổi món ăn xác thịt. Dọc đường nàng không hề trò chuyện với chàng. Xong xuôi chàng lái xe chở nàng về trả cho ông chồng già. Mãi khi chia tay, nàng mới nói. Cảm ơn anh, lâu lắm em mới được vui như vậy. Rồi mỗi người đi một ngã, chàng không gặp lại nàng nữa. Cho dẫu gặp nàng ngoài phố, chàng cũng không được phép gọi nàng. Vì điều lệ của cuộc du hí chiều khóa là như vậy. Sau khi họ hẹn xác thịt là quên hết, Mộng Kiều cho biết nàng đã theo ông chồng tỷ phú lên xứ chùa tháp. Tiểu nương khác xưa rất nhiều. Giá nàng không hóa trang, Văn Bình cũng phải do dự dây lâu mới nhận ra. Hồi xưa nàng ốm nhom, giờ đây lại có da có thịt, và da thịt này lại không béo nheo như mọi phụ nữ cùng tuổi, mà lại đều đặt, căng cứng như trái ban bơm đầy hơi. Tiểu nương cầm tay chàng. Đã ba bốn năm rồi phải không anh? Sau đêm du hí chiều khoa em cùng lão chồng khọng khẹp đã lên Nam Vang, và ông ta đã chết ở trên đó. Thế rồi em làm nhân viên trong Hoàng à? Không, Mộng Kiều nói anh là cánh tay phải của ông Hoàng. Chị ấy gặp em ở Nam Vang sau khi em gắn bó với đại tá quần. Chị ấy yêu cầu em gia nhập sở mật vụ, xong em đã từ chối. Anh còn lại gì em nữa? Em như con chim sơn ca, chỉ thích sống tự do. Nơi nào có trái ngọt, có khi trời thì em đậu lại. Em rất ghét cuộc đời này nếp kỷ luật. Và lại gia đình còn mắc kẹt ở Hà Nội, nên em phải bán thân cho đại tá quần để đổi lấy sự tự do cho thân quyến. Tuy nhiên em đã đồng ý đánh cắp một số tài liệu để trao cho ông Hoàng. Chị Mộng Kiều dặn chị trao tài liệu này cho anh, trao tất tay anh. Văn Bình bàng hoàng, té ra từ lâu ông Hoàng đã trụ liệu cho chàng vào mật khu A. Thảo nào ông lại bắt chàng làm quen với kỹ thuật hóa trang tân kỳ của địch. Chàng hỏi Tiểu Nương, nhưng tại sao em lại phải thay hình đối dạng? Tiểu Nương theo Thảo. Đại tá Hoàng, hắn sợ em bị nhận diện nên đã đưa em đến khu phẫu thuật. Nàng nằm nghiêng luồn tay vào ngực, rút ra một mảnh giấy gập từ Đây là tất cả. Anh cầm lấy tất cả những bí mật về tổ chức HI đã được em ghi bằng hóa chất trên tờ giấy này. Nàng chớp mắt ra hiệu cho chàng đỡ nàng ngồi dậy, nhưng nàng lại nằm vật xuống. Giây phút cuối cùng đã đến, tiểu nương thu hết nghị lực để nói gì, xong nàng đã cấm khẩu. Nàng ngó chàng trân trân bằng đôi mắt đã nhắm lại non nửa, một giọt lệ có lẽ là giọt lệ cuối cùng, từ từ trào ra lăn nhẹ trên gò má tròn trịa và láng bóng. Nàng nấc lên một tiếng nhỏ rồi im lặng. Như người mất hồn, Văn Bình lao đào đứng dậy, bước ra ngoài cửa động. Mưa đang đổ như trút nhưng chàng chẳng nghe gì hết. Chàng chỉ nghe tiếng tim thổn thức trước cái chết bi thảm của người đàn bà xấu xố. Lát sau, chàng bước ra cửa, tiếng mưa vẫn kêu ai oán trên rặng cây bồm bồm. Trời tối như mực, nhưng nếu Văn Bình nhìn sang bên hữu, chàng sẽ thấy bóng dáng một người đàn bà quen thuộc. Tiểu Duyên đang nép mình vào vắt đá, nàng theo gót vương sinh từ nãy. Thoạt tiên nàng định tiếp tay Văn Bình hạ sát kẻ thù. Sau một sức mạnh khác thường đã điếu trần nàng lại. Nàng thở phào khi thấy vương sinh bị đánh ngã sóng xoài trên nền động. Hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Từ lâu nàng đã nguyện giết hắn bằng được. Trước kia nàng đến nên sau khi vương sinh bị giết, nàng sẽ trở thành con người sung sướng nhất đời. Nhưng nàng đã lầm, không hiểu sao khi vương sinh tắt thở mà nàng lại dứng dưng như không. Vì nàng thản nhiên như thấy vương sinh là kẻ qua đường chưa từng biết tên biết mặt, thì ra hồn xác của nàng đã bị văn bình thu hết. Nàng yêu chàng đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa, kể cả mối thù không đội trời chung. Cõi lòng hân hoan, Tiểu Duân muốn ôm chặt Văn Bình cho bỏ những phút nhớ nhung đứt ruột, nhưng nàng nhìn thấy Tiểu Nương và khựng lại. Nàng tưởng rằng chàng chỉ yêu mình nàng, giờ đây nàng chứng kiến tận mắt và tình ái nồng thắm giữa chàng và Tiểu Nương, nàng nghiến răng vùng vằng quay trở ra ngoài. Nàng đứng sững dưới thân lim to tướng, không quan tâm đến trời mưa ào ào, quần áo ướt sũng, mưa tạt vào làm giọt lệ đọng nơi khóe mắt nàng, hòa lẫn dòng lệ trên cao đổ xuống nàng có cảm tưởng tạo hóa cũng buồn thê thảm như nàng, nàng đã mất Văn Bình, chàng đã nặng lòng vì người khác. khi Văn Bình ra đến cửa, thì Tiểu Doanh chỉ đứng cách chàng vài bước, nàng úp mặt vào bàn tay, vài rung rung trong tiếng khóc sụt sùi, ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy chàng, bỗng cảm thấy yêu chàng lạ lùng, yêu như có thể chết được, nàng muốn kêu lên một câu âu yếm, anh Văn Bình của em ơi, nhưng một tiếng sét hãi hùng đã nổi lên. trước đó là một lần chớp sáng chói, khu rừng bừng sáng như hàng trăm trái hỏa châu khổng lồ đã được đốt cháy một lượt. Quả ánh chớp xẹt, Tiểu dần bắt gặp khuôn mặt cương nghị của Văn Bình, chẳng có vẻ mệt mỏi, song cặp mắt vẫn đượm vẻ khả ái và dũng cảm. Những sợi tóc ngắn hơi quanh lòa xòa trên vầng trán vuông và rộng của chàng, lại một tiếng sét nữa nổ vang. Trái núi đổ sộ lắc lư như sắp bật rễ, trời mưa như tát nước. Tiểu Phi bước nhanh thoăn thoát như người chạy trên đường nhựa trơn bóng giữa ban ngày. Nàng có thể nhắm mắt lại mà không sợ lạc, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Tiểu Phi lội bì bõm trong vũng bùn ngập đến mắt cá. Nàng bỗng nhớ đến lời khen của gã đàn ông mà nàng mới gặp một lần, đúng hơn là tên tù nhân mà nàng được lệnh thủ tiêu. Gã đàn ông ấy là Văn Bình. Nàng đã sung sướng đỏ mặt khi hắn tùng tím cười. Cô Tiểu Phi có hai cổ chân đẹp quá, mà cổ chân nàng đẹp thật, nó tròn trịa và mũm mĩm khác nào cổ chân búp bê mắt cá chân nàng lại xinh xẻo nhỏ nhắn và cân đối làn da chân luôn luôn trắng hồng biểu hiện cho sự quý phái và khỏe mạnh tiểu phì lăn lộn từ lâu trong ngành gián điệp nàng không còn là con gái ngây thơ mới ở trường ra đời để có thể nở mũi trước những lời nịnh nọt của đàn ông nàng đã có nhiều dịp cọ sát với đàn ông thuộc mọi quốc tịch họ đều tấm tắc khen nàng đẹp song họ chỉ khen mặt đẹp miệng đẹp cổ đẹp ngực đẹp hay eo đẹp và thân thể nàng đẹp chứ chưa bao giờ có ai khen nàng có đuôi cổ chân và mắt cá chân đẹp khác thường. Văn Bình là người đầu tiên trong đời khám phá ra cái đẹp lạ lùng ấy. Tiểu Phi hình dung lại người đàn ông cao trên thước bảy, tóc cắt ngắn, mắt sáng quắc như chứa chất thép, miệng cười tình tứ khi tàn nhẫn. chẳng đã lưu lại trong lòng nàng những cảm tình sâu đậm, song nàng có bốn phận phải quên. Nàng bỗng cảm thấy nao nao trong dạ. Bất giác, nàng liên tưởng đến những cái hồn thù bạo nhạt nhẽo của đại táo quần. Nàng không hề yêu hắn, Xong hắn vẫn tìm cơ hội để hôn nàng, vì dù sao hắn cũng là con hùm xám trong A. Tiểu Phi đi qua dòng suối, thác chảy âm ầm trong đêm, át cả tiếng mưa rơi. Nàng vòng khu rừng tre đến thạch độc âm u, khuất sâu những bụi cây lớn rồi xăm xăm tiến vào. Chợt có tiếng kêu lớn. Ai đó, đứng lại. Tiểu Phi đứng lại, tiếng hô từ trong bóng tối dày đặc hát ra giữa tiếng mưa rơi lột bột. Ai đó, cho biết mật khẩu. Tiểu Phi cười thầm, đại tá quần tổ chức phòng vệ rất chu đáo. Xong đó là chỉ chú đáo với người ngoại cuộc. Còn nàng, nàng đã phang ra nhiều kẽ hở. Nàng nói ngay. Tôi đây, Tiểu Phi đây. Có tiếng nói khô khan đáp lại. Cô Tiểu Phi à, đêm hôm khuya khoát cô đến đây có việc gì? Tôi cần phải gặp đại tá. Đại tá đã đi vắng. Thế thì tôi vào trong ngồi đợi. Vậy mời cô đi qua cửa trước. Cửa sau chỉ dành riêng cho nhân viên công tác. Tiểu Phi bật cười giòn giã. Trời ơi, đồng chí, đến tôi mà đồng chí cũng nghi ngờ nữa sao? Nếu đồng chí cấm tôi thì cũng nên dầu lòng cho tôi điếu thuốc lá cho ấm bụng. Tôi đội mưa từ nãy đến giờ, người đã ướt hết. Đồng chí còn bộ đồ nào khô không? Cho tôi mượn thay kéo bị cảm. Nói xong, nàng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết rằng tên lính gác chưa thể trả lời liền. Một cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra gay go trong đầu hắn. Theo lệnh, hắn không được phép rời vọng gác bí mật ăn sâu trong hốc núi. Hắn cũng không được phép trò chuyện với ai. Nhưng Tiểu Phi biết chắc không gã đàn ông nào từ khước được lời mời tha thiết của một thiếu nữ tuyệt đẹp như nàng. Nàng nhắc lại giọng nũng nịu Nhanh lên đi đồng chí Tên lính thở dài Đại tá mà biết được thì tôi mất đầu Tiểu Phi cười to Đồng chí đừng sợ Nếu có chuyện gì tôi sẵn sàng mất đầu thay cho đồng chí Nàng nghe tiếng rèn rèn. Tên lính xô tấm cửa dày bước ra Khẩu súng đụng vào dây lựu đạn bên hông kêu lát cắt Lúc hắn đến gần nàng mới thấy rõ Hắn cao liều nghêu mặc đồ đen Đội mũ lưỡi trai Hắn đòn đá Mời cô đi theo tôi Bước vào thạch động, nàng cảm thấy tâm hồn lâng lâng Bên ngoài tiếng mưa bão vẫn vang ầm ĩ bao nhiêu, thì trong thạch động im lặng bấy nhiêu. Hơi gió mát len vào da thịt tiểu phi làm nàng bàng hoàng khắp châu thân như vừa được người yêu hôn lên môi. Gã đàn ông đứng lại nói, để tôi đốt lửa cho cô đỡ lạnh. Gã đàn ông dẫn nàng đến một hốc núi khá sâu. Đốt lửa trong đó bên ngoài không thể nhìn thấy, nàng bèn cười. Cảm ơn lòng tốt của anh, đêm nay chỉ có mình ăn ở đây thôi à? Anh đáp, vâng, chỉ có mình tôi lát nữa sẽ có người đến thay ga vừa nói hắn vừa bật diêm châm vào đống củi khô dưới ánh lửa leo lét tiểu phi thấy rõ tấm lưng đồ sộ của hắn không dám trì hoãn nàng rút dao nghiến răng đâm mặt lưỡi dao kêu xoẹt một tiếng thật ngọt khi cắm sâu vào da thịt tên lính tùy hắn lực lưỡng nhưng nhát dao đã đâm trúng yếu huyệt làm hắn loạn choạng hắn ngã nghiêng tiểu phi đâm tiếp vào bụng đối phương máu phun ông ọc bắn đầy quần áo nàng hắn rít lên trời ơi tôi không ngờ cô lại phản bội tiểu phi cười nhạt Bây giờ anh có ngờ cũng đã muộn. Đại tá Hoàng giữ gián điệp địch ở đâu? Tôi không thể tiết lộ bí mật cơ quan cho tay sai của địch. Tiểu Phi lắc đầu. Anh lầm rồi. Tôi không phải là tay sai của địch, mà nhân viên phán gián đặc biệt của Liên Xô. Tôi có nhiệm vụ kiểm soát đại tá Hoàng. Tôi đâm ăn, xong không hề có thù hành. Xin anh hiểu cho. Tên lính thở hồng học, mồ hôi toát đầm đìa trên trán. Tiểu Phi nói với giọng thương hại. Anh nói đi, rồi tôi băng bó cho. Gã đàn ông nhít mép cười khinh bạc. Cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi không giận cô nữa Nhưng dạy gái như tôi thì chết là đúng Lẽ ra tôi không có quyền tiếp chuyện cô trong khi canh gác Nhưng vì tôi thèm thuồng Vì từ nhiều tháng nay tôi chưa được ôm đàn bà bằng xương bằng thịt Cô lại là người đàn bà đẹp Chết vì cô tôi không dám oán hận Giết lời tên lính nấc một tiếng rồi tắt thở Tiểu phì dụ tắt đúng lửa Một cơn gió lạnh thốc lại Nàng kéo cao cổ áo tơi rồi tiến sâu vào bên trong Nàng từng qua lại con đường lót đá nhẫn thín này nhiều lần Trước kia nàng đến thăm đại táo uổng với tình chiến hữu Giờ đây, tình thế đã đổi khác. Tiểu Phi nghe có tiếng rì rì từ phía trước vọng lại, nàng không lạ gì âm thanh này. Con đường độc đạo này dẫn tới sân bay nhỏ, tại đó có sẵn một chiếc trực thăng và một chiếc máy bay du lịch một động cơ. Tiếng động cơ rì rì mỗi lúc một lớn hơn. Tiểu Phi bước rào, trước mặt nàng một làn sáng xanh biếc tỏa ra huyền ảo. Nàng đã ra khỏi hang đến một thung lũng nhỏ núi bọc tứ phía, trực thăng từ dưới bay lên hoặc từ trên hạ xuống không ai biết. Tiểu Phi thấy rõ hoa tiêu đội mũ sắt đang lúi húi trong phòng lái bên dưới chỉ có một gã đàn ông, cả hai đều là người tàu, vóc dáng người đứng dưới đất cũng nhỏ nhắn như nàng. Nàng chợt nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, nàng rút súng bắn vào thật động. Như âm của tiếng súng vang dội trong đêm khuya thanh vắng, gã đàn ông dưới chân trực thăng nhìn quanh ngơ ngác, hoa tiêu trên trực thăng tắt máy, tiểu phi mừng rơn, thủ hạ của đại táo quần mới rồi cho nóng máy chứ chưa cất cánh. Gã đàn ông nhỏ nhắn trao đổi một vài câu ngắn với hoa tiêu, rồi ôm súng chạy nhanh về phía tiểu phi. Đến cửa động, hắn dừng lại nâng súng ngang bụng rồi chậm rãi tiến vào. Tiểu Phi mỉm nụ cười đắc thắng, như con chuột lắt mang thân nạp miệng mèo. Gã đàn ông bước rào qua chỗ nàng núp, nàng vươn tay, giáng mặt bá súng vào gây hắn. Nàng đã đánh trúng huyệt đối khẩu dưới ót, hắn khực người lao đảo một giây trước khi bổ nhào không kêu được một tiếng. Hắn mặc đồ đen, đi dép cao su trắng. Tiểu Phi lột áo của hắn choàng vào người mình. Nhìn gần thì nàng không giống gã đàn ông chút nào, nhưng nàng không còn cách nào nữa may ra thì lừa được đối phương, không may thì đành phải vậy chứ không biết sao. Nhanh nhẹn, Tiểu Phi chạy ra sân cỏ nơi động phi cơ trực thăng. Nàng chạy nhanh như nữ lực sĩ thế vận, với dụng ý không cho Hoa Tiêu có đủ thời giờ quan sát nhận diện được nàng. Lúc nàng đến chân trực thăng, thì Hoa Tiêu lớn tiếng hỏi với giọng kè cà. Chuyện gì thế mày? Hắn hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lỡ, xuyên qua cái giọng nói kiêu căng này. Tiểu Phi biết hắn là sĩ quan, nàng dơ miệng súng, viên đạn quay ác ghim vào giữa mặt, hắn lộn nhào xuống sàn vi cơ. Dầu đã loại xong hai chướng ngại vật nguy hiểm, Tiểu Phi vẫn không dám lạc quan. Nàng hối hả tìm chỗ núp vì vừa nghe thấy một tiếng động khả nghi. Mắt nàng mở rộng, ngón tay đặt lên cò. Nàng biết giây phút quan trọng sắp đến. Nếu nàng không lầm thì người đang tiến lại phi trường trực thăng là Đại tá Uông, chỉ huy trường HI của Trung Hoa lục địa tại mặt khu A. Đại tá Hoàng đeo khẩu tù liên lên vai trước khi nhét vào túi bốn bì đạn đầy. Trong cách phục sức của hắn, người ta có cảm tưởng là hắn sửa soạn đi xa. Đầu đội két, chân giận dày ống, túi vải chịu xuống một bên cánh tay. Đại tá Hoàng khật khưỡng bước ra cửa, hắn hất hàm hỏi thuộc viên. Xong cá chưa? Tên thủ hạ cung kính đáp. Thưa xong rồi. Xong rồi có nghĩa là kế hoạch do hắn khổ công xếp đặt đã hoàn tất. Nội đêm nay, máy bay sẽ cất cắn Văn Bình sẽ được chở qua cao nguyên trên đường về Bắc Kinh. Hắn quay lại, Họ đâu cả rồi. Thuộc viên đáp vẫn bằng giọng cung kính. Thừa họ đang chờ đại tá. Đại tá quần nhún vai tỏ vẻ khinh miệt. Lát sau hắn hỏi. Xe jeep đã đổ đầy xăng chưa? Vẫn giọng trả lời ngoan ngoãn đượm vẻ sợ sệt. Thừa đại tá đã đổ đầy. Tài xế đợi đại tá ngoài vườn. Đại tá quần sực nhớ đến thừa vườn trồng toàn hoa thơm cỏ lạ. Nằm khuất sau rãng núi hùng vĩ. Ai đến thăm vườn này cũng tưởng chủ nhân là người đứng tuổi, chán ghét cảnh sống phồn hoa, rút về nơi thôn giã làm bạn với chim muông và hoa lá. Thật vậy, Tuy có trái tim bằng sắt không hề biết rung động, đại tá Uồng lại có ưu điểm là thích hoa đẹp. Mỗi chuyến từ biên giới về, hắn thường mang theo những cây hoa mới, tự tay trồng trong khu vườn xinh xắn. Nếu bọn khách từ Sài Gòn lên không quấy rầy, thì hắn đã dành trọn buổi sáng tinh sương cho bồn cây thực dược nhiều màu mà hắn ưa thích hơn cả cô nhân tình trẻ. Tài xế đứng nghiêm chào hắn. Lạnh lùng, hắn trèo lên xe. Chiếc xe giúp sơn xanh mùi kết đầy cành lá chạy phong phăng trên con đường hoàn nghèo. Đến trạng cây bồm bộp, hắn ra lệnh cho tài xế tắt máy tài xế thắng gấp làm xe suýt lật cùng đi theo hắn là hai tên lính cao lớn cầm tiểu liên lưỡi lê đeo lắt cắt bên hồng. trời mưa như trút khi đèn xe hơi tắt ngúm thì người trên xe chẳng còn nhìn thấy gì nữa hắn đeo kính đặc biệt lên mắt đó là một loại ống nhòm riêng có thể nhìn xuyên qua màn mưa và màn tối nhờ có tia hồng ngoại đại tá quần hướng về phía cửa độc đen ngòm hai tên lính lội bị bõm trong vũng bùn hắn ra lệnh cẩn thận các anh chờ ở ngoài khi nào tôi gọi mới được vào Hắn rút súng lục cầm tay rồi xăm xăm bước vào bên trong. Tiểu Doanh mỉm cười kêu hắn khi thấy hai tên lính kéo nhau vào hốc đá tránh mưa. Một tên nói, mưa như thế này mà vẫn phải đi công tác. Giá có thuốc hút thì khoái khẩu biết bao. Tên kia đáp, cậu chịu khó đợi tới chút, tới ra ngoài bảo thằng tài xế cho mình một điếu. Tiểu Doanh khấp khởi mừng thầm. Tên lính thứ nhất khẹn khạc biến vào đêm tối. Tiếng chân hắn chìm trong tiếng mưa rơi, chỉ còn một tên ngồi bó gối trên thang đá lấm chấm. Tiểu Doanh rón rén đến sau lưng mà hắn không biết. Có lẽ hắn đang chập chờn nửa ngủ nửa thức, lưỡi dao sắc như nước thủ trong tay nàng. Nàng chỉ còn cắt gã đàn ông nửa thước, thì đột nhiên hắn quay lại. Trời tối, chắc hắn không thấy gì. Lưỡi dao được vung cao và phóng vào gáy đối phương. Nạn nhân dậy đàn đặt, tiểu duyên đâm lia lia vào khối thịt khổng lồ. Một phút sau, nạn nhân nằm im không cưa quậy. Tiểu duyên lầu lưỡi dao vào vắt áo cho sạch, xong xuôi, nàng đứng nép vào hốc đá. Tên lính thứ hai xăm xăm chạy tới, súng giấu trong áo tơi mưa, tay đút túi sợ ướt gói thuốc đến gần tiểu doanh hắn trượt chân trên nền đất đó suýt bị ngã tiểu doanh đứng yên không nhúc nhích nàng khoan thai ném lưỡi dao vào ngực đối phương hắn rú lên một tiếng nhỏ giết xong tên lính thứ hai tiểu doanh xông vào thật động cảnh tượng trước mắt làm nàng giật mình Đại tá Hoàng sừng sốt khi thấy thật động vắng ngắt. Hắn đã căn dặn tiểu nương cẩn thận. Nàng có bốn phận phải thắp hai ngọn nến chờ hắn. Tình hình bên ngoài được giao cho tên vệ sĩ cầm trung thành. Lệ thường tên vệ sĩ phải túc trực ngoài cửa động, trừ khi có chuyện quan trọng mới được chạy vào. Nhưng hắn không thấy tên vệ sĩ đâu. Tiến được mấy bước, thì Wong chột dạ. Hắn hy vọng sự ngờ vực của hắn không phải là sự thực, vì nếu tên vệ sĩ có mệnh hệ nào, thì kế hoạch của hắn sẽ tan ra mây khói. Hắn không tin tiểu nương, người đàn bà có nhan sắc quyến rũ mà hắn gặp ở đô thị Nam Vang ban đêm. Xong hắn không ngờ rằng nàng dám nhúng tay vào chuyện ghê gớm, đó là chuyện phản bội. Đại tá Uồng nhăn mặt khi nghĩ đến sự phản bội của tiểu nương. Chỉ có nàng mới biết một phần kế hoạch thâm độc của hắn. Hắn đã ra lệnh cho nàng đợi hắn gần nửa đêm. Bản chân đại tá Uồng vấp phải một xác người chắn ngang đường. Hắn cúi xuống suýt kêu lên. Trời ơi! Dưới ánh đèn cầy vàng ịt, hắn nhận ra đó là xác tên vệ sĩ cầm. Xác chết nằm ngửa, nhìn lên, trên mặt còn lộ vẻ căm tức. Như bị điện giật, đại tá Uồng nhảy lùi, ngón tay sẵn sàng lấy cỏ. Nhưng quái lạ, chung quanh chẳng có ai. Đại tá uổng cảm thấy xấu hổ, dù sao hắn cũng là tay gián điệp lành nghề đã nhiều năm lăn lộn trong trường chiến đấu. Ít ra hắn phải có thái độ can đảm tương xứng với chức tước trong tổ chức. Nghĩ vậy, hắn nghiến răng kèn kẹt, tức chết đi mất. Một chuỗi cười ngạo mạn vang dậy sau lưng hắn. Hắn ngoản lại, trong đời hắn đã gặp nhiều bất ngờ, song bất ngờ này lại bất ngờ hơn cả những bất ngờ khác. Vì người vừa cất tiếng cười chính là Văn Bình, Tống Văn Bình, điệp viên Giác 28, kẻ đã làm nghiêng ngừa các sở điệp báo trên thế giới hiện đang bị hắn bắt giữ. Ai ngờ Văn Bình lại phá hỏng kế hoạch thần sầu của hắn. Văn Bình cúi đầu lễ phép. Kính chào Đại tá Uổng. Uổng còn đang lúng túng thì Văn Bình đã nhanh nhẹn nói tiếp với giọng ôn tồn. Mời anh ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần thảo luận thành thật với nhau. Uổng ghé ngồi xuống phiến đá trắng nhãn thín. Văn Bình nghiêm giọng. Tôi sẵn sàng rời A à nội đêm nay nếu anh chịu nộp Rimbo cho tôi. Uổng giả vờ ngạc nhiên. Rimbo là ai? Tôi chưa hề biết. Thôi đừng đóng kịch nữa Uổng." Rimbo là người làm môi giới giữa anh và ông khát quý từ sài gòn lên chúng tôi đã khám phá ra âm mưu của các anh anh giao Rimbo tôi sẽ tha chết cho anh nhưng anh ạ à, chúng ta không sợ chết mà lại sợ mất mặt nếu tôi để lộ vụ này anh sẽ mất chức nguy hơn nữa anh có thể bị truy tố trước tòa án quân sự tôi đã hiểu lề lối xử án ở nước anh đối với điệp viên hoạt động ở nước ngoài bị lột mặt nạ chỉ còn một hình phạt gián dị là kề súng vào gáy rồi bóp cò dù sao anh cũng là người trọng danh dự tôi sẽ hứa giữ kín nội vụ Đại tá Hoàng thường người suy nghĩ, Văn Bình đánh diêm châm thuốc, chàng đoán trước đối phương phải chấp thuận yêu sách của chàng. Tuy nhiên, chàng không hề biết rằng trong thạch động đang còn một người khác nữa, người lạ này là Tiểu Doan. Nàng ấn sau vắt thật nhũ lóng ánh, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt từ đầu đến cuối, xác vương sinh nằm trên nền trên nền đông ướt át, kẻ thù của nàng đã chết, sứ mạng của nàng đã xong, nàng không còn vướng mắc gì nữa, nhưng đôi mắt nàng lại quắc lên bốc lửa căm hờn thi thể tiểu nương đang ngoảnh mặt về phía nàng tiểu nương đã chết song đối với nàng tiểu nương như vẫn còn sống ruột gan tiểu doan sôi sùng sục bỗng dưng nàng tức giận văn bình nàng yêu chàng tha thiết nên không chấp nhận bất cứ người đàn bà nào chia sẻ ái ân với chàng những cảm tình sâu xa đối với văn bình bỗng tan biến nàng đặt tay vào lưỡi dao lằn lặn, lặn. cắt nàng năm bước văn bình đứng dậy ném điếu thuốc miệng nói anh chịu đi tôi xin hứa danh dự là sẽ không nhắc đến anh trong bản phúc trình tổng kết đệ lên ông hoàng Lát nữa tôi sẽ ra sân bay, mượn tạm chiếc trực thăng của anh. Tôi không làm phiền ông khách quý Sài Gòn của anh đâu, tôi chỉ muốn bắt một mình Rimbo thôi. Wow, lầm bầm. Rimbo à? Văn Bình mỉm cười. Phải, Rimbo. Mất hắn, anh chẳng thiệt hại bao nhiêu. Trong trường hợp anh từ chối, tôi bắt buộc phải hạ sát anh ở đây rồi sau đó sẽ tự mình đi tìm Rimbo. Wow, thở dài. Chẳng qua tôi quá tin người nên mới ra cơ sự thế này. Tôi tưởng tiểu nương trung thành với tôi. Ngờ đâu nàng lại phản bội. Văn Bình gằn giọng đến giờ này anh mới biết à quang rít lên Anh là một thằng khốn nạn Đừng vội hợp mình Tôi chưa thu ăn đâu Anh đã nhẫn tâm cướp tiểu nương trên tay tôi Anh dùng thủ đoạn xảo quyệt để kéo nàng theo anh Nếu nàng không bị mê hoặc Thì anh đừng hòng Giọng của quang xoắn như gió rít trong động vắng Văn Bình ơi anh đừng hòng Văn Bình nói Anh lầm to Nếu nàng bị tôi dụ dỗ Tại sao tôi lại giết nàng Đại tá quang rú lên cười sang sạc Anh đứt gạt cả người giàu kinh nghiệm như tôi à Nàng đã bị giết xong hung thủ không phải là anh trong khi ấy, Tiểu Doanh nín thở lắng tai nghe, nàng rùng mình, mồ hôi lặng toát ra đầm đìa. Nàng hy vọng Đại tá Hoàng đã vu oan cho Văn Bình, vì nàng không thể tha thứ được sự mềm yếu của người mà nàng yêu say đắm. Nhưng nàng bàng hoàng tỉnh mộng trước lời thú nhận của người yêu. Văn Bình mỉm cười, thản nhiên, ẩn nói đúng, khung thủ không phải tôi, chính vương sinh giết nàng. Đứng sau vắt đá, Tiểu Doanh tràn hòa nước mắt, nàng muốn khóc hoài, cho vơi bớt đau khổ nhưng sợ bại lộ nên cố nén xúc cảm để xem tấn kịch giữa hai người đàn ông sẽ đi đến đâu đại tá quần, dằn từng tiếng vương xin giết nàng vì sao anh có biết không vì hắn ghen vương xin tán gái trẹo quay hàm xong nàng không thèm chiếu cố không ngờ anh lại có duyên thầm bằng cớ là tiểu nương đã dại khờ rơi vào cặp bẫy tình dục của anh văn bình khoác tay đó là chuyện dĩ nhiên Quần hét lớn đổ khốn nạn khi xưa anh quyến rũ em tôi, rủ nó trốn theo anh để rồi giết nó mất xác trên núi. Anh cho đó là chuyện dĩ nhiên à? Văn Bình đáp giọng phẳng lặng. Trước khác, bây giờ khác. Anh đừng quên là em gái của anh yêu tôi và tôi cũng yêu nàng. Em gái anh yêu tôi và tôi cũng yêu nàng. Câu nói của Văn Bình như dáng bên tai tử doanh một tiếng sét. Nàng lặng người dễ lâu. Văn Bình yêu tiểu nương rồi bỏ mặc nàng chết. Văn Bình quyến rũ em gái yêu quý của đại tá Hoàng để rồi giết nàng một cách hèn mạt trên núi. Vân Bình rút súng, giọng nói sắc như lưỡi kiếm báu. Đại tá Hoàng, anh làm tôi mất nhiều thời gian quá, tôi không đợi được nữa đâu. Anh có chịu nộp Rimbo hay không? Hoàng lắc đầu. Hoàn hồn của em gái tôi buộc tôi phải từ chối. Thà tôi bị anh giết xuống suối vàng, tôi còn được em tôi nhìn nhận. Còn hơn đầu hàng kẻ lường gạt ái tình như anh. Vân Bình quát, cầm miệng lại đi, nếu không tôi sẽ hạ sát anh bây giờ. Hoàng ưỡn ngực, tưởng gì chứ ăn đạn thì tôi sẵn sàng. Chết đi tôi sẽ nguyền rủa anh mãi, Tại sao trời đất chưa tru diệt bọn đàn ông sở khanh đốn hèn như anh? Toàn thân, tiểu doanh run rẩy, nàng có cảm giác như đang nổi cơn sốt rét. Không hiểu sao nàng lại ghét văn bình thậm tệ. Nàng ghen chăng? Nàng không thể hiểu nổi tâm tư của nàng nữa. Như cái máy, tiểu doanh luồn tay vào trong người, khẩu súng lành lát gây cho nàng một ý nghĩ lạ lùng. Nàng phải làm một việc gì để bên vực chân lý? Nàng yêu văn bình thật, điều ấy nàng không chối cãi. Xong nàng không thể trung thủy đến độ ngu dại mù quáng đối với kẻ đạo phụ rẫy nàng. Trời ơi, Văn Bình quyến rũ em gái Đại tá Hoàng. Văn Bình đã lập kế hại nàng. Thì ra Đại tá Hoàng có lý. Hoàng bắt giữ Văn Bình là để báo thù cho cô em gái uống tử. Văn Bình từ từ dưa súng. Tiểu Doan không chần chừ nữa, nàng quát lớn. Khoan đã Văn Bình. Bị gọi bất thần lình, Văn Bình giật mình ngoan lại. Tiểu Doan nhắm mắt bóp cò. Phát đạn thứ nhất chui vào vai Văn Bình làm chàng lao đảo. Nhìn thấy người bắn mình là Tiểu Doan, chàng không giấu được sừng sốt. Tuy vậy, chàng không bắn trả chẳng đáo người nửa vòng chĩa mũi súng về phía đại tá Hoàng. Song Hoàng không phải là tay mơ trong nghề quyền thuật. Từ nãy, hắn chỉ chờ cơ hội. Hắn lao nhanh tới đánh Atemi vào tay Văn Bình. Bả vai đang bị thương, máu tuồn xối xa. Văn Bình đột nhiên mất sức, không tránh nổi ngọn đòn độc của đối phương. Chẳng ráng nhịn đau để giữ súng. Song phát Atemi thứ hai đã vụt tới. Khẩu súng bị đánh văng xuống đất. Ngọn độc cước tiếp theo đẩy Văn Bình lùi sát vào tường. Hoàng cúi lượm súng, Tiểu Doanh còn đang ngơ ngác thì một phát súng đã nổ vàng. Tiểu Doanh rú lên một tiếng, lại phát súng thứ hai. Tiểu Doanh buồn khí giới ngã vật, xong nàng vẫn chưa chết. Nàng nằm sóng xoài trên đất, khi ấy nàng mới bắt đầu thấy rõ sự thật, nhưng nàng biết là đã quá muộn. Giây phút ấy nàng mới hiểu lòng văn bình. Mặc dầu bị thương, chàng vẫn can đảm xông vào. Chàng nhảy số lại dùng thân làm mọc đỡ đạn cho nàng, nhưng quẳng bắn như chớp xẹt, viên đạn bay ra khỏi nòng trước khi Văn Bình kịp lao tới. Vài trái bị thương, Văn Bình phải huy động toàn lực vào hai chân và cánh tay phải để tấn công địch. Chàng thúc khuỷu tay vào mặt hắn, đồng thời đá móc vào bàn tay cầm súng của hắn. Văn Bình nghe rắc một tiếng, đại tá Hoàng quay ngược bá súng để chặn ngọn cước của chàng. Chàng có cảm giác đau buốt như thể ngón chân cái đã bị dập nát. Hoàng nhảy lùi một bước, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói, quát giật. Văn Bình đứng yên kéo mất mạng, nhìn miệng súng đen ngòm kề trước ngực. Văn Bình biết mọi sự kháng cự đều trở nên vô ích.